Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Vĩnh Thụy cực ngầu đi thử trang phục cho The Face Việt Nam. Ngày 16 tháng 5 vừa qua, Vĩnh Thụy đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi thử trang phục cho việc xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế The Face mà anh đóng vai trò hot. Xuất hiện tại showroom thời trang của nhà thiết kế Công Trí, Vĩnh Thụy diện cây đen trông rất khỏe khoắn và nam tính. Vĩnh Thụy chia sẻ, anh rất vinh dự khi được chọn đảm nhận vai trò hot của The Face phiên bản Việt mùa đầu tiên. Tuy có một chút áp lực khi xuất hiện và nói trước đông đảo khán giả, nhưng Vĩnh Thụy tin rằng với sự tìm hiểu chuẩn bị kỹ lưỡng, anh sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình. Đây cũng là cơ hội hiếm có để nam siêu mẫu có thể chứng tỏ thêm một sở đoạn của mình bên cạnh công việc của một người mẫu thời trang và đóng phim. Vĩnh Thụy tại showroom của nhà thiết kế Công Trí. Để phù hợp với tính chất của một chương trình tìm kiếm gương mặt, người mẫu triển vọng đại diện cho các nhãn hàng, Vĩnh Thụy chuộng chọn lựa những kiểu trang phục chỉnh chu lịch lãm như sơ mi kết hợp với quần âu và áo vest. Ngoài ra anh cũng cho biết mình sẽ biến tấu ít nhiều trong cách ăn vận, tùy từng chủ đề đêm diễn cũng như đòi hỏi từ nhà sản xuất. Xuất thân là một siêu mẫu, Vĩnh Thụy còn gặt hái được những thành công nhất định trong một số vai diễn. Vai diễn trong phim Thần Tượng và mới đây là trưởng phòng cảnh sát Minh trong phim Truy Sát là hai vai giúp anh chàng có chiều cao ấn tượng 1m85 đến gần hơn với khán giả. Với vóc dáng lý tưởng, gương mặt điển trai cùng khả năng diễn xuất, Vĩnh Thụy được xem là một ẩn số thú vị khi lần đầu tiên được giao trọng trách hot cho The Face phiên bản Việt mùa đầu tiên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!